Bà mua hát quá trời. Tận nhạc ba ba hát. Không được hát ngay. Đang quay, đang quay. Sĩ đó lỡ hết rồi. Ừ. Chuẩn bị xí khách rồi. Là em mới đụng cà phê và nó bôi thuộc nữa có chứ bầu nhưng mà để bữa nữa rồi bầu không cô nó ghê gấp trăm lần đi cô nó khác hoàn toàn thật từ trước từ nãy chị mà gặp nó này ừ. Nó là dài luôn á còn cô này bình thường cô này cũng nhiều nhưng mà cũng bình thường cô này có vẻ chịu đau không được rồi mới nặng mà thấy nó vẻ không gồng rồi. Em thả lỏng nghe em thả lỏng hít sâu đi chứ trừ chưa đau đâu xí nó mới đau xí nó tắt máy đây xí nặng ngủ mới đau lấy chị xíu bằng nước muối cơ hội để ho luôn.
ngựa lúc này chứ. Nay có kỳ dịch nữa, ảnh bị nhiều người bị cảm, hầu như ai cũng bị luôn, người bị nặng người bị nhẹ thôi, mấy ngày mới lành. Trời ra mình đi theo tour là hay sao chứ? Thì tự đi rồi đó. Chứ tour mà thế là đưa tiền cho chị thôi. Thì chị trả mấy cái khoản đấy đó. Mày hỏi chị cho đi thôi. Thuê xe đây họ. Thì chị tự đi biết đường đi, biết đồ đó đó. Tự đi chứ. Dễ mà. Người ta lấy xe chắc là mình biết thôi. Xe thì lên trên đó thì xe nó mình đi xe riêng mà mình tự book xe mình đi mà, còn từ Hà Nội thì mình đi lên nó là xe mình đặt rồi, mà do bình thường là không có chỗ ngồi đâu, không có vé đâu, mình đặt trước mới có. Ý là bình thường á, là cái giao dịch này cũng ế nè. Do mình đặt trước dịch mà. Chơi ngu. Bị hố nữa. Chứ không là cũng đỡ hết, cũng cả chọc triệu á. Tại vì cái gì cũng gấp đôi lên mà em. Giao dịch hắn mới bình thường á. Chứ không là cái gì nó cũng gấp đôi. Xin cà rốt nó dễ sợ em. Thì nhà sủa. Thiệt á, khó chịu dễ sợ luôn hả. Càng gồng càng không được. Gồng đau bụng. Chắc được 2 cái luôn. Thôi 2 cái được rồi. Hê hê.
Ngày không có rồi kìa. Mình chưa có rồi. Chắc mình nhiều chưa.